chưa kịp quay rồi, Dũng làm nhanh quá nè. Oh, sorry. Trời ơi, chúc mừng nha. Rồi. Hay quá. Mày biết mất điều. Rồi. Hey, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Lại ride đi. Rồi, để lưỡi ra nha. Ok á. Ok, em đầu tiên. Dũng lập công em đầu tiên nha. Yeah. Got a flatter, yes. Recording anything else? Yeah, just now. This is the first one, first blood. This little planet. Yes. Yep. Rồi bây giờ mặt trời mới bắt đầu mọc nè. Cái Dũng cần là bình tĩnh thôi. Đó. Giải quyết tình huống. Ok. Ok, ok. Ta đang nói gì rồi? Sorry, lúc nãy thiếu bình tĩnh rồi. Nó vô khi mà nó hút là nó không khó thoát lắm. Cái lưỡi nó ma đạo lắm. À. Tưởng nó là lưỡi móc một cái là coi như là dính liền. Dính buồn ghê. Tăng đồ đi đi tu luyện cái này em nghe. Ừ. Trời ơi, xuống. Rồi. Ừ, con gì đây? Cái gì đây? Trời ơi. Cá nóc luôn. Cá nóc quá. Trời ơi. Cá này có ăn được không? Được. Mà chết thôi à. Ăn xong chết luôn hả? Ừ. Cá này à. Xong mà đi luôn á, đi theo luôn á, lên nóc nhà luôn á. Rồi. Cá này người Nhật làm thì ok. Rồi xong luôn, nuốt lưỡi luôn rồi. Đi chưa. Phẫu thuật đó. Ok. Ok, cái cần này của đại hiệp lợi hại ghê không? Mà khí trong đó. Lên nữa hả? Một em nữa hả? Dữ. Chiến đấu. Thêm một em flathead nữa. Hay ta. Trời ơi. Hay quá trời hay luôn. Xong. Hay quá. Em mày dứt ga luôn thấy không? Ghê không? Quá hay. Đùa nó chơi trò gì vậy? Gì vậy? Để lên chiếu quá. Đây ra đây. Ờ 28 đủ rồi. Rồi đủ size luôn. Đủ size. Chúc mừng đại hiệp, hôm nay đã coi được hai con flathead đem về nhà chiên nướng rồi, lái rai đấy. Rồi, lái rai đấy. Cá nóc nè. Cá nóc ơi. Cá nóc thích ăn thịt gà. Ok. Rồi. Nào. Ok.
Ok. Chờ đợi thôi. Ok. Chuẩn bị thôi để Hiệp thấy. Thôi đây, đỏ, đỏ. Thấy không? Đây, đâu ai đụng dây đâu, đâu ai đụng dây đâu. Cái đêm đêm đó. Bây giờ có cách là khỏi quay á là để đỏ, đỏ. Chính rồi, ôi đại hiệp. Cái gì thôi. Sợ anh cánh ốc quá. Chết rồi, anh cánh ốc thiệt luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, lại là anh ốc. Có khi còn nãy không? Anh cánh ốc. Thô luôn. Có khi con lúc nãy không nó nuốt thêm một cái mồi đi hai nữa. Nuốt cái này nó còn hay không? Hơn đó. À. Quay rồi cảnh thả luôn. Đâu à, cho về đại dương. Ê, cái này. Ê, cái này. Nó có chuông mà. Đi cẩn thận có chưa? Nó có chuông mà dũng hay không? Nó đang cứ bình thường thôi. Sao này cá nóc nhiều quá. Cá nó mới liếm mà nha, từ từ. Cứ từ từ. Không biết hả? Trời ơi. Vô lưỡi nè. Chơi sao á. Sao nó giống cái bình tĩnh. Cái đàn nó cong xuống. Miếu xuống luôn rồi. Đang liếm để Hiệp cho nó qua đây. Trong thời gian chờ đợi uống vài ly trà rồi bánh táo sau biển không? Con không? Thấy rồi. Sau biển đồ. Sau biển. Hôm qua các con bơi ra nữa kìa. Oh, nhiều quá. Lâu lâu dưới này không biết còn quá giờ. Này hỏi chợ các con.
Gì đâu mà cứ giờ ba cây vô một chỗ luôn nha. Quýnh một hướng. Quýnh trận xích bích đỏ đỏ. Đỏ, trời ơi, gì đây, gì đây? Cây này của đại hiệp à. Ghê quá, ghê quá. Quá vậy? Cây này nó sát khí ghê à. Sát khí à, cái này sát thương cao nha. Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi. Quay tay đại hiệp. Ai lấy? Trời ơi, em flash hết luôn, vừa xuống em flash hết luôn. Trời ơi, trời. Quay em flash hết à. Ôi, một em flat hết, trời ơi. Chúc mừng đại hiệp nha. Hôm nay là đại hiệp đã có 3 em flat hết nó mang về nhà làm bọn nhậu lai rai đấy. Lai rai. Rồi, ui giời. Em này bạo lực dữ á. Em này nãy bị nãy cắn rồi nè, giật tét mỏ rồi nè, nãy nó bị tét. Ồ. À. Này bạo lực quá. Quá là bạo lực. Đó, chúc mừng đại hiệp nha. Ui, ba em mà nha. Ba em mà nha. Trời vừa xuống quốc liền luôn Dũng. Trời ghê á. Trời ơi, ma đạo. Ma đạo ghê. Ghê không? Thấy ghê không? Ngồi đây. Sắp có đồng tĩnh, sắp có đồng tĩnh. Sắp có biến, sắp có biến. Như đã sắp có biến á. Thôi, cứ từ từ đi. Thằng này nó đi tàu quá, cái cá nó sợ hãi, nó bơi vô nó ăn của mình. Nó bơi rất vô bên à. Có biến, có biến. Có biến thiệt, trời ơi. Chứ bởi vậy trước khi mình hành động mình phải nhìn trước. Thôi cũng xảy rồi. Thấy không? Đây, lô ăn miếng gà nữa. Lại là miếng gà. Không sao. Sao Dũng lại dùng những lời nói Dũng dùng những lời nói đó là cá nó hoảng sợ, hoang mang. Ôi giờ chắc Thu cần về quá. Nó bụng rồi. Về ăn sáng đồ. Thu cần vô. Rồi bây giờ chắc hàng nha. Nay đồ ba con thôi. Nay thành quả ba em flat. Tối nay có cá kho ăn nha.